Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Tuyệt địa chiến lan, bắt đầu kỹ năng 4 chọn một ta gọi lãnh vân phong, xem phim thời điểm, ta xuyên qua, bộ đội đặc chủng thế giới, tùy thân mang theo mạnh nhất chiến lan hệ thống. Mỗi lần tăng lên một đẳng cấp, chẳng những thân thể sẽ được cường hóa, còn có thể đạt được kỹ năng chiến lan mới, trở thành thiên phú thần thông của mình. Chiến lan chi mộc giai binh Có được kỹ năng này, ngươi có thể biết rõ mỗi một kiện sự vật thuộc tính có thể đem nhất nhất một coi như giết người lợi khí giết người là một loại kỹ thuật không trì trệ với vật thỉnh cẩn thận sử dụng kỹ năng này hà thần quan ký sinh du hà sinh lượng lôi chiến tầm cũng có thể giết người ta phục an nhiên phong anh xác định bạn gái anh là đại minh tinh không phải bộ đội đặc chủng phạm thiên lôi ngươi là sao hỏa tới sao Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Không không một chương tối cường chiến lan hệ thống canh thứ nhất. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngày 30 tháng 8 năm 2017. Đây là một ngày rất đặc biệt, hiện trường tuyển dụng binh lính nhập ngũ. Biển người tấp nập, đầu người bắt đầu khởi động, hiện trường tuyển dụng nóng bỏng dị thương không ít người hô lớn khẩu hiệu là đàn ông thì đi lính muốn làm thì làm bộ đội đặc chủng giờ phút này người trẻ tuổi báo danh tham gia bộ đội đặc chủng đều là hướng về phía bộ đội đặc chủng đứng đầu binh chủng tới bởi vì nhân số báo danh dị thường nóng nảy cho nên năm nay bộ đội đặc chủng chiêu mộ điều kiện cùng năm trước có chỗ bất đồng lần này bộ đội đặc chủng khảo hạch không cần trước tiên tiến hành thân thể tố chất khảo hạch trực tiếp tiến vào thực chiến một khi thông qua trực tiếp trở thành bộ đội đặc chủng trở thành một thành viên trong mũi nhọn thật lớn trên khán đài chồng chất vô số người xem bọn họ đại đa số đều là tham gia khảo hạch nhân viên cha mẹ thân nhân bằng hữu bất quá cũng có ngoại lệ một gã trung niên thần sắc lạnh lùng hình thể cường tráng đứng giữa đám người có vẻ đặc biệt bắt mắt ai cũng không biết hắn chính là đặc chủng tác chiến bộ đội tham mưu trưởng phạm thiên lôi Giờ phút này, ánh mắt bén nhọn của hắn đang quét qua nhân viên đang tham gia khảo hạch phía dưới. Giờ phút này một gã, mặt phấn trắng nõn, thân không có nửa lượng thịt, vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng, coi trọng chính là một cái hoàng khố ăn mặc người trẻ tuổi đi ra. Nhất thời khiến cho một đám người trên khán đài châm chọc. Làm cái quỷ gì, một cái phú nhị đại ăn chơi trác tán cũng tới báo danh tham gia bộ đội đặc chủng. Gia mịn thịt non, hắn nếu có thể thông qua khảo hạch, ta trực tiếp từ nơi này nhảy xuống. Kháng đài cách mặt đất đại khái sáu bảy thước, nhảy xuống không chết, cũng là tàn phế. Ha ha! Cút đi, đừng tới mất mặt xấu hổ. Nơi này không phải nơi phế vật tới. Với đức hạnh này, cũng tới tham gia chiêu mộ bộ đội đặc chủng, tôi đi. Cũng không nhìn xem mình có bao nhiêu bản lĩnh. Lại là phan não tàn. Về nhà ông đùi đi, nơi này không phải là nơi em nên tới. Người trẻ tuổi bây giờ. Sao có thể mơ mộng xa vời như vậy chứ? Thân thể này, nếu có thể thông qua khảo hạch đặc chủng, nhất định là gian lận. Xem ra lại là một vị thanh niên nhiệt huyết nhìn chiến lan hai. Dũng khí đáng khen nha. Xúc động là ma quỷ. Nhìn bộ dạng khô khan của hắn, phỏng chừng ngay cả súng cũng không dơ lên nổi. Khẳng định nha. Người trẻ tuổi đáng thương, thật bi ai thay hắn. Tiếng người ồn ào, đều là kêu to để cho người trẻ tuổi này cút đi, đừng mất mặt xấu hổ các loại ngôn ngữ chăm chọc. Lãnh Vân Phong lại mờ mịt nhìn bốn phía. Tôi chà! Không phải tôi vừa xem Chiến Lan 2 trong phim sao? Đang muốn cho đã nghiền, bộ đội đặc chủng Lãnh Vân Phong lợi dụng xe tăng trôi dạt, cái kia tiêu sái, mạnh đến bức bạo, đột nhiên. Mẹ nó, nội dung vở kịch phía sau anh còn không biết, thật vất vả gặp được một bộ phim hay trong nước bùng nổ ánh mắt lại đột nhiên xuyên qua nghe nhiều như vậy cẩu huyết nghị luận lại tiêu hóa một phần trí nhớ lãnh vân phong đã xác định cổ thân thể này chủ nhân phú nhị đại ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh tiền nhiều đến mấy đời cũng tiêu không hết nga hình như còn có một vị hôn thê ngôi sao mà bản thân thân thể ngoại trừ chuyện tiến bộ chuyện gì cũng làm này không tên này nghe nói bộ đội đặc chủng chơi rất vui dễ dàng tán gái dễ dàng trang bức đầu óc nóng lên, nghe nói chiêu mộ bộ đội đặc chủng, không hề nghĩ trực tiếp giết tới. Mẹ kiếp! Đây không phải là nói đùa quốc tế sao? Lãnh Vân Phong vẽ mặt nghẹn khuất đi về phía khu bắn súng, trên kháng đài tiếng hô to, hắn cũng không dám hướng phía trên nhìn, mất mặt. Muốn Lãnh Vân Phong đi tỉ thí thổi đàn hát, tán gái, tán ba. Ai có thể so sánh với hắn? Nhưng tỉ thí bắn đạn thật, ta kháo đại gia ngươi, sao không tỉ thí bắn máy bay? dựa theo tố chất thân thể trước mắt của lãnh vân phong, dựa theo lệ thường trước kia, cửa thứ nhất khẳng định bị đánh xuống, nhưng không ngờ lại gặp vận cướp chó, trực tiếp tuyển chọn thực chiến. không biết là lãnh vân phong vận khí quá tốt, hay là những trưởng quan kia đầu óc nước vào. ta đi đại gia hắn. mất mặt xấu hổ a. À? lãnh vân phong chỉ có thể chiếu lên da đầu, đi tới hiện trường bắn súng. đột nhiên cảm nhận được một cổ ánh mắt lạnh như băng, ngẩng đầu nhìn lên một gia hỏa nhụm lông xanh đang hung hăng nhìn chậm chậm lãnh vân phong thân thể ngươi cũng dám tới báo danh đừng đùa lục mau biểu môi nói lãnh vân phong da mịn thịt mềm vừa nhìn chính là bộ dáng công tử ca ngày thường chỉ biết tán gái chơi đua xe mà tâm lý ghét người giàu điển hình của lông xanh nhìn ngươi như vậy mới từ trên bụng nữ nhân bò ra lông xanh tiếp tục chăm chọc nói lông xanh một thân cơ bắp cường tráng mặt to ngay ngắn, vừa nhìn đã biết là cứng rắn. Lãnh Vân Phong so sánh với hắn chính là một tiểu oa nhi. Hình thể người ta bày ở đó, không giống thân thể Lãnh Vân Phong, nếu nhìn không được tiến lên, khẳng định sẽ bị ngược đãi, đến lúc đó càng mất mặt. Miễn bàn có bao nhiêu ngàn khuất, hận không thể đem tìm một chỗ chôn mình. Bất quá hắn cũng nhớ kỹ cái này lục mau, chờ ra, giết chết hắn. Lãnh Vân Phong có bản lĩnh gì mà không có, chính là nhiều tiền không có tiền là chuyện bất bình chúc mừng ngươi chiến lan hệ thống mở ra xác định mục tiêu tương lai bộ đội đặc chủng lãnh vân phong chúc mừng ngươi thu được tế xuất chiến lan kỹ năng tinh thông súng ống chúc mừng ngươi thu được tế xuất chiến lan kỹ năng tinh thông súng ống chúc mừng ngươi thu được tế xuất chiến lan kỹ năng tinh thông súng ống binh sĩ lãnh vân phong nghề nghiệp special for lớp lớp một năm thuộc tính lớn. Xương một, thường là một, ngộ tính một, người thường là một, thể chất một, người thường là một, sức mạnh một, thường là một, tốc độ một, thường là một, kỹ năng. Tinh thông súng ống, hiệu suất trung bình 80% kinh nghiệm của lực lượng đặc nhiệm. Không lãnh vân phong sửng sốt một chút. Âm thanh gì? ngẩng đầu kinh ngạc ánh mắt năm chỗ nhìn một chút, chung quanh ngoại trừ chuẩn bị tham gia thí nghiệm nhân viên, cùng phụ trách cảnh giới binh lính, không có những người khác a à. Ha ha, ngươi xem hắn có phải là ngốc hay không? Nhất định là bị dọa đến choáng váng đi nhầm chỗ. Đều nói, loại này công tử ca, đều là ăn bám nguyên liệu, làm sao có thể làm được bộ đội đặc chủng Trở về đi. Đừng làm mất mặt người khác. Cút đi. Năm tuần lại bộc phát ra một trận thanh âm châm chọc. Trên mặt lục mau toát ra biểu tình đắc ý. Tình huống thế nào? Lãnh Vân Phong còn chưa hoàn toàn hiểu rõ, bất quá hắn rất nhanh sẽ hiểu rõ. Đây là một cái làm nam nhân điên cuồng, làm nam nhân nhiệt huyết hệ thống. Ngươi muốn trở thành binh vương mạnh nhất sao? Trở thành người mạnh nhất nhân loại sao? Ngươi rất phi thường may mắn, là trên đời này duy nhất thu được bộ hệ thống này ký chủ. Hệ thống chiến lan, bộ đội đặc chủng tương lai. Ha ha! Ánh mắt lãnh vân phong đột nhiên bộc phát ra một đạo hàng quang, biểu tình trên mặt đột nhiên trở nên lạnh như băng, giống như một thanh đao nhọn sắc bén. Khí chất trên người cùng lãnh vân phong lúc trước hoàn toàn bất đồng. Hoàn toàn thay đổi như một người khác. Không không hai chương. Đừng khi dễ hùng hại tử canh thứ hai. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tiểu tử, mẹ ngươi có hay không nói cho ngươi biết, hùng hài tử đừng chơi súng sao. Nó sẽ làm bị thương ngươi. Ha ha, Đợi lát nữa thấy rõ ràng, lão tử là như thế nào dây ngươi. Lãnh Vân Phong không thèm để ý, hiện tại Lãnh Vân Phong đã khác với Lãnh Vân Phong một phút trước. Ánh mắt trực tiếp nhìn về phía súng ống trên sân bắn, hoa hạ kinh điển thức súng trường, tầm bắn lớn nhất 150 mét, 10 phát đạn. Lực giật mạnh, độ chính xác thấp, nhưng lực sát thương mạnh. Vốn Lãnh Vân Phong dốt đặc cán mai đối với súng ống, bất quá hiện tại liếc mắt một cái có thể nhìn ra ưu khuyết điểm của súng trường giống như hắn vốn đã hiểu rất nhanh sẽ đến phiên lục mau tiến hành xạ kích thực chiến tiểu tử ngươi xem kỹ trở về nói với mẹ ngươi sau này đừng chơi súng nữa ha ha lục mau kiêu ngạo nói lục mau quả thật có chút bản lĩnh cầm lấy súng trường nhanh chóng kiểm tra súng ống sau đó lớn tiếng nói báo cáo kiểm tra xong có thể tiến hành xạ kích bắt đầu trọng tài ra lệnh vâng Long xanh hướng về một bên lãnh vân phong miệt thị liếc mắt một cái, sau đó vương ngón giữa, chăm chọc nói. Tiểu thí hài, nhìn cẩn thận, đại gia ngươi dạy ngươi chơi súng như thế nào? Lãnh vân phong hừ lạnh một tiếng. Ngu ngốc. Lục mau thiếu chút nữa nghẹn trở về, cầm tức liếc lãnh vân phong một cái. Bùng. 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 Long xanh xả kích một mạch mà thành, động tác làm phi thường đúng chỗ, vừa nhìn liền biết bình thường luyện qua không ít mười bia chín mươi điểm nhân viên báo cáo đếm trên khán đài lập tức dẫn tới một mảnh hoan hô nhiệt liệt mười phát chín mươi điểm không tệ nha thành tích này so với quân nhân bình thường còn mạnh hơn quả thật xem ra thanh niên tóc xanh này có cơ hội vượt qua kiểm tra đúng vậy thành tích như vậy thật sự không tệ ngươi xem tố chất thân thể của hắn cũng không tệ, cao lớn trắng chắc. Nếu nhuộm tóc thành màu đen thì thuận mắt hơn nhiều. Người xem hắn vừa rồi xả kích thời điểm, chỉ là hơi hơi nhắm một chút, sau đó liền liên tục xả kích. Lợi hại. Nhìn thấy Long Xanh lấy được thành tích không tầm thường như thế, tất cả mọi người ủng hộ hắn, nhất là người nhà bằng hữu Long Xanh cực kỳ kích động, nếu Long Xanh trở thành bộ đội đặc chủng, toàn bộ gia tộc đều phân quan A nghe được người khác ủng hộ hắn, trên mặt lông xanh cũng là biểu tình dương dương đắc ý. Tiểu tử, thấy rồi, đây mới gọi là chơi súng. Lục mau kiêu ngạo nói. Lãnh vân phong vẻ mặt lạnh lùng biểu tình, không có chút nào bị ảnh hưởng, nhìn lông xanh thời điểm, tự như nhìn một cái thằng hề, tại chính mình đối mặt trước nhảy loạn, trong miệng biểu môi. Ngu ngốc. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Lục mau nghe không phải rất rõ ràng, chỉ nghe được một cái bức chữ. Bất quá theo miệng hình, mong đều biết đối phương nói cái gì. Chú ý, giữ yên lặng. Trọng tài bên cạnh lạnh lùng nói. Hừ. Tiểu tử ngươi chú ý một chút. Lục mau hung hăng cảnh cáo. Không thể không nói, thù phú người thật không ít, chủ yếu nhất là, lãnh vân phong cổ thân thể này chủ nhân cũ, trực tiếp lái Lamborghini vết tới, không bị người hận liền kỳ quái. Bộ đội là đại học của người nghèo, ngươi là con cháu nhà giàu, lái xe sang trọng đến tòng quân, không phải muốn treo đầu dê bán thịt chó, giả bộ sao? Tiểu tử, ngươi còn đứng đó làm gì? Cút đi, ngươi nhìn vị kia sao? Cút đi. Chờ thân thể trắng chắc lại đến. Nhất định là nhìn trợn tròn mắt, phỏng chừng ngay cả súng cũng không biết bắn. Loại công tử yếu đuối này sao có thể nổ súng? Tự mình bắn cũng nương tay mà trên khán đài tham mưu trưởng Phạm Thiên Lôi cũng chú ý tới Lãnh Vân Phong, đột nhiên, thần sắc của hắn biến đổi. Vẻ mặt này hình như không đúng. Phạm Thiên Lôi hơi ngẩn ra, loại biểu tình lãnh khốc này là bộ đội đặc chủng ở trong chiến trường trải qua không ngừng chém giết mới dần dần hình thành biểu tình lãnh khốc, trên mặt của hắn làm sao có thể biểu hiện ra ngoài. Ánh mắt thật đáng sợ. Phạm Thiên Lôi phản phất nhìn thấy một con ác lan hành tẩu ác lan xuyên qua thảo nguyên hoang mạc. Vị kế tiếp, lãnh vân phong. Đến. Lãnh vân phong lạnh lùng nói. Đến phiên ngươi. Trọng tài viên nghe được thanh âm lạnh như băng của lãnh vân phong không khỏi nhìn thoáng qua, lông mày nhất thời nhíu lại, bộ đội đặc chủng. Nếu như không phải xác định thân phận của lãnh vân phong, trọng tài viên thật sự sẽ cho là như thế. Lãnh vân phong một tay cầm súng trường, sạch sẽ, lưu loát, giống như thao tác vô số lần kiểm tra xong nhanh như vậy trọng tài viên sửng sốt một chút đối phương hình như cũng không có kiểm tra nha lông xanh một bên vừa nghe lại càng hoảng sợ bất quá rất nhanh liền nghĩ thông suốt đối phương căn bản là không biết a à, kiểm tra cũng là kiểm tra không công tám phần ngay cả kiểm tra như thế nào cũng không biết khẳng định vò nát vò nát kết thúc sớm một chút sớm một chút chạy người có thể bắn chưa lãnh vân phong nói có thể trọng tài vừa dứt lời, chỉ nghe thấy bang bang. Âm thanh bắn liên tục 10 lần, thời gian dùng không đến 5 giây. Chết tiệt! Đây là tốc độ gì a? À? Trong sự kinh ngạc của mọi người, lãnh vân phong đã sắp xếp súng ống chỉnh tề, bình yên đứng ở một bên, một tư thế cất bước vô cùng tiêu chuẩn. Quả nhiên là nổ súng lung tung nha. Lục mau hừ lạnh nói. Quả nhiên là như thế, ngay cả súng cũng không biết bắn, bắn loạn một trận, các ngươi thấy không? Hắn xem vừa rồi ngay cả nhắm cũng không có, trực tiếp nổ súng. Ha ha. Cút đi, đừng lãng phí thời gian. Phạm Thiên lôi ánh mắt chấn động, cái gọi là người thường xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Có phải chuyên gia hay không, vừa ra tay liền biết. Vừa rồi người trẻ tuổi dơ súng tư thế không đơn giản a, à? có thể nói ở trong bộ đội của hắn, chỉ có số ít người có thể làm được tiêu chuẩn như thế. Bắn 10 lần, một trăm điểm người báo cáo hét lên ta đi có lầm hay không a một trăm điểm người xác định không có đếm sai không chịu như vậy cũng có thể đánh ra một trăm điểm gặp quỷ rồi tiếng kinh hô không thể tưởng tượng nổi sóng sau cao hơn sóng trước phạm thiên lôi cũng chấn kinh một trăm điểm nằm dày bắn liên tục mười phát súng trường Phạm Thiên Lôi muốn không khiếp sợ cũng khó. Thành tích như vậy, trong đội ngũ của hắn, cũng có, nhưng năm giây 10 điểm, một người cũng không có. Trọng tài viên cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Phạm Thiên Lôi, ngoài miệng nhỏ giọng thì thào nói. Tạ môn. Lục mau cả người đều trợn tròn mắt, đóng to. Cái này tuyệt đối không có khả năng, nhất định là nhìn lầm rồi. Lãnh Vân Phong nâng mí mắt lên, liếc nhìn bộ lông xanh đang gào thét, rồi sải bước đi qua không có bất kỳ dấu hiệu nào, trực tiếp một quyền đánh vào lông xanh trên mặt, đơn giản thô bạo, trả lời một câu nói. Mẹ ngươi không có nói cho ngươi biết, đừng khi dễ hùng hài tử. Lông xanh trực tiếp bị lật, lăn cách đó vài mét. Lại động thủ hủy bỏ tư cách. Binh lính phụ trách cảnh giới chung quanh lớn tiếng quát lớn. Là hắn chủ động dán mặt lại đây, không liên quan đến ta. Nguyên bản lục mau còn nhớ tới phản kích lập tức đem hỏa khí nghẹn vào trong bụng, hung hăng hướng lãnh vân phong trừng mắt một cái, nói. Người có dũng khí. Trên kháng đài Phạm Thiên Lôi nhìn thấy một màn như vậy, lộ ra vẻ tươi cười, nói. Lưu manh. Người trẻ tuổi này, thú vị nha. Không không ba chương. Chấn động, phụ trọng việc giả. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Phía sau lục tục lại không ít người tham gia xạ kích, bất quá thành tích đều là từ 70 đến 80 điểm thành tích tốt nhất chính là 90 điểm, không ai có thể vượt qua kỷ lục lãnh vân phong sáng tạo. Lúc trước tuyển thủ tham gia thực chiến cũng không có. Cùng với thành tích của một tuyển thủ được báo ra. Đầu óc lãnh vân phong đột nhiên truyền ra âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Chúc mừng ngươi hoàn thành chiến lan ngẫu nhiên nhiệm vụ, đạt được xạ kích đệ nhất danh, khen thưởng 100 điểm kinh nghiệm, khen thưởng thân thể cường hóa một lần. Chúc mừng ngươi hoàn thành chiến lan ngẫu nhiên nhiệm vụ, đạt được xạ kích đệ nhất danh, khen thưởng 100 điểm kinh nghiệm, khen thưởng thân thể cường hóa một lần. Chúc mừng ngươi hoàn thành chiến lan ngẫu nhiên nhiệm vụ, đạt được xạ kích đệ nhất danh, khen thưởng 100 điểm kinh nghiệm, khen thưởng thân thể cường hóa một lần. Lãnh Vân Phong không khỏi mừng rỡ. Hắn rõ ràng tố chất thân thể của mình yếu muốn nổ tung. Ngay cả tóc xanh cũng không sánh được. Vừa rồi cho hắn hung hăng một kích, là bất ngờ, nếu vừa rồi lực lượng của mình có thể lớn hơn một chút trực tiếp đem răng cửa của hắn cho đánh bật hệ thống chiến lan quả nhiên cường đại nhất thời lãnh vân phong cảm giác được thân thể mình bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất toàn thân dường như có vô số kiến bò sát cân cốt cường hóa phân đoạn toàn thân phát ra âm thanh trầm đục không tiếng động lực lượng không ngừng tăng cường sức chịu đựng không ngừng tăng lên tốc độ phản ứng đang tăng cường tố Tổ chất tổng hợp của toàn bộ thân thể đều đang tăng cường. Cảm giác được loại biến hóa này, trong mắt lãnh vân phong bắn ra tinh quang. Chỉ trong chốc lát, thân thể lãnh vân phong lần đầu tiên cường hóa xong. Lãnh vân phong khẽ nắm chặt nắm đấm, lập tức cảm giác được một cổ lực lượng so với trước kia cường đại gấp mấy lần. Cả người thân thể đều tràn ngập sức bật, một loại đánh nổ hết thảy cảm giác. Đây là lần đầu tiên cường hóa hiệu quả sao? Lãnh Vân Phong càng chờ mong hệ thống chiến lan. Bây giờ tiến hành khảo hạch thứ hai, mang theo 57 kg, chạy bộ 5 km. Khán giả trên khán đài nghe được hướng khảo hạch này lại đưa tới một trận nghị luận. Bọn họ còn không phải bộ đội đặc chủng, làm sao có thể hoàn thành được bài kiểm tra này. Phụ trọng 57 kg, chẳng phải là 114 cân sao. Trời ạ, à, cái này cũng quá khó khăn đi. Đừng nói chạy 5 km chỉ là để cho ta cổng lên, ta đều cổng không nổi. Nếu có thể, ngươi bây giờ đã là bộ đội đặc chủng. Bộ đội đặc chủng. Năng lực tác chiến đơn binh, binh chủng lợi hại nhất. Tiếp tục như vậy, nhất định có rất nhiều người bị đào thải. Phỏng chừng còn lại, không có mấy người. Công tử ca kia, lần này thảm rồi. May mắn để cho hắn thắng một phen, lần này hoàn toàn dựa vào thể lực hắn kia thân thể có thể cổng lên 104 cân vật nặng cũng không tệ, còn muốn chạy. Chờ xem chuyện cười đi. 57 kg phụ trọng, tiến hành chạy việc giả 5 km. Điều này đã đạt được yêu cầu của lực lượng đặc chủng. Phải biết rằng ở trong bộ đội đặc chủng, phụ trọng 57 kg, việc giả 5 km, bộ đội đặc chủng mạnh nhất dùng 26 phút. Thiết kế yêu cầu như thế, Phạm Thiên Lôi chính là muốn nhìn một chút tiềm lực của đám nhóc con này rốt cuộc lớn bao nhiêu, có thể bắt mấy mầm non tốt hay không? Một km đã là cực hạn của bọn họ rồi. Khóe miệng Phạm Thiên Lôi khẽ mỉm cười. Thời điểm nhìn về phía lãnh vân phong dừng lại một lát, không biết hắn có thể chạy bao nhiêu mét. Tiểu tử, xạ kích khảo hạch, cho ngươi may mắn thắng một ván. Lần này là thể năng khảo hạch, lão tử tuyệt đối nghiền ép ngươi. Lãnh vân phong vẻ mặt khinh thường, thì thào nói. Ngu ngốc. Lục mau thiếu chút nữa học máu. Ngươi đủ ác. Lục mau hung tận bỏ đi. Mọi người nhanh chóng mang theo 57 kg. 57 kg đổ lên người lãnh vân phong. Hoàn hảo, cảm giác cũng không nặng, vừa vặn thích hợp. Lãnh vân phong hơi cảm thụ một chút. Đổi lại nửa giờ trước, 57 công đặt ở lãnh vân phong trên người, có thể trực tiếp đem thân thể hắn đè bẹp bây giờ chỉ cảm thấy hơi nặng một chút. Cường hóa thân thể thật sự là khủng bố a. À? Những người khác không thoải mái như lãnh vân phong, có không ít người trực tiếp từ bỏ khảo hạch. Lông xanh lưng đeo 57kg, giả bộ rất nhẹ nhàng, kỳ thật hắn cảm giác đã rất nặng. Cố ý ở trước mặt lãnh vân phong làm vẻ mập mạp. Hắn vốn cho rằng sau khi lãnh vân phong lên lưng, thân thể trực tiếp suy sụp, không ngờ thân thể của hắn lại cường tráng như vậy, không nhìn ra bộ dáng khó chịu như thế nào a, à? chẳng lẽ giống như mình? ép buộc, đúng rồi, chắc chắn rồi. mỗi người vào vị trí, chạy. trọng tài ra lệnh. sông a vì trở thành một tên bộ đội đặc chủng, sông a có người hô lớn khẩu hiệu, bắt đầu sông về phía trước. kết quả chỉ chạy ra không tới 10 mét, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. ngu ngốc. rất nhiều người đều kiên trì chạy bất quá 57 kg phụ trọng, tổ chức thân thể không vượt qua thử thách, căn bản kiên trì không được bao lâu. Có người chạy ra 300 mét, trực tiếp ngã xuống đất. Có khi là 500 mét. Có khi là 800 mét. Đến khi chạy qua 1.000 mét, nhân số đã giảm mạnh xuống còn 1 phần 5. Có thể thấy được sự tàn khốc của bài kiểm tra thể lực này. Long xanh còn đang kiên trì, thế nhưng chạy qua 1.500 mét còn không ngã xuống đây xem như thành tích rất tốt trên khán đài phạm thiên lôi cũng khẽ gật đầu xem ra vẫn có không ít người thể chất không tệ đám nhóc con này gì nhìn không ra hắn có thể kiên trì đến bây giờ phạm thiên lôi nghi hoặc nhìn lãnh vân phong lãnh vân phong vẫn đang bảo trì tốc độ ban đầu lợi hại phạm thiên lôi cảm thán nói mà khán giả trên khán đài cũng phát hiện lãnh vân phong ngay từ đầu bọn họ cũng không coi trọng này lại còn đang chạy còn có vẻ thập phần thoải mái tình huống gì hắn làm sao còn có thể chạy đúng vậy có phải mắt tôi nhìn hoa rồi không tuyệt đối là hắn không thể tưởng tượng nổi hai cây số qua đi lục mau bóp một tiếng ngã xuống đất từng ngụm từng ngụm hô hấp toàn thân đã hư thoát bất quá trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười lần này ta là đệ nhất đi nhưng hắn vừa dứt lời một thân ảnh từ bên cạnh hắn chạy qua. Gặp quỷ. Hắn làm sao còn có thể chạy a? À? lục mau muốn sụp đổ, ánh mắt của hắn gắt gao rơi vào trên người lãnh vân phong, quả thực khó có thể tin. Một vòng. Hai vòng. Ba vòng. Một lần lại một lần, ở bên cạnh lông xanh không chạy qua. Lục mau tuyệt vọng. Dịp lãnh vân phong. Phụ trọng 57kg, việc giả 5km, thời gian 30 phút. Đệ nhất danh Toàn bộ hiện trường sôi trào Ta đi Đây là tố chất biến thái gì vậy Biến thái A Chẳng lẽ là binh vương sống lại Ta đi Sao lúc trước một chút cũng không nhìn ra Thì ra là giả heo ăn thịt hổ Người không thể nhìn bề ngoài Ta sống hơn nửa đời người Vậy mà nhìn lầm Tuổi trẻ này không phải đơn giản sao Đừng nói là những người xem náo nhiệt này Phạm Thiên Lôi đại chuyên gia này cũng chấn kinh. Ta còn chưa thấy qua cơ binh lính như vậy, đây vẫn là không có trải qua đặc thù hệ thống huấn luyện. Chúc mừng ngươi lần nữa hoàn thành chiến lan ngẫu nhiên nhiệm vụ, khen thưởng bộ đội đặc chủng kinh nghiệm tác chiến 100. Chúc mừng ngươi thăng cấp, ngươi có thể lựa chọn bộ đội đặc chủng kỹ năng một lần. Chúc mừng ngươi lần nữa hoàn thành chiến lan ngẫu nhiên nhiệm vụ, toàn thuộc tính đề cao một lần. Len chúc mừng ngươi lần nữa hoàn thành chiến lan ngẫu nhiên nhiệm vụ kích phát chiến lan bộ đội đặc chủng năm đại kỹ năng mỗi thăng cấp một lần có thể lựa chọn một loại kỹ năng binh sĩ lãnh vân phong nghề nghiệp special for lớp lớp một năm thuộc tính lớn xương rễ hai thường là một ngộ tính hai người thường là một thể chất hai người thường là một sức mạnh hai thường là một tốc độ hai thường là một kỹ năng thành thạo súng ống hiệu suất trung bình 99% điểm kinh nghiệm của bộ đội đặc chủng. 100. 004 Chiến Lan thuộc cận chiến. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nghe được thanh âm nhắc nhở này, lãnh vân phong mừng như điên. Suýt nữa bị hệ thống đập ngất. Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu, dĩ nhiên là toàn thuộc tính một Tương đương với nói tất cả thuộc tính tăng gấp đôi. Nói cách khác, lãnh vân phong hiện tại các phương diện chỉ số là thường nhân gấp hai lần đột nhiên mang đến chỗ tốt cực lớn lãnh vân phong có thể khó chịu sao nhất là căn cốt cùng ngộ tính hai loại thuộc tính này thường nhân gia tăng xác suất phi thường thấp hiện tại lãnh vân phong lập tức gấp đôi người khác trâu bò sức mạnh tốc độ thể chất của con người đều có thể thông qua rèn luyện đạt tới tăng lên nhưng căn cốt cùng ngộ tính kém không nhiều lắm là bẩm sinh nhất là căn cốt sau khi ngươi sinh ra là như thế nào chính là như thế đó. Ngộ tính tại một thời điểm nào đó có thể tăng thêm một chút, nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Lãnh vân phong thoáng cái đã nhiều gấp hai lần, hơn nữa là ở dưới tình huống hoàn thành nhiệm vụ đơn giản như vậy. Quả thực chính là tặng không. Sau khi ám sản, lãnh vân phong lập tức xem xét năm kỹ năng lớn bị kích phát. Chiến lan kỹ năng 1 Di động xạ kích thuật, dán người tại tốc độ cao di động trung, cùng súng ống phối hợp sử dụng, đạt tới 90% độ chính xác. Nếu muốn phát huy cao hơn, do năng lực biểu hiện của chủ ký sinh phán định. Kỹ năng chiến lan 2 Xe cơ giới tinh thông, đặc biệt chỉ xe cơ giới hạng nhẹ. Năng lực thao tác tinh thông, cho người có được kỹ năng kinh nghiệm không thua gì tuyển thủ xa vương đương thời, dây vượt qua đối phương. Kỹ năng chiến lan 3 Ưng thị hồ hành, có được thực lực diệu hâu, có thể đi lại trong đêm như ban ngày, giảo hoạt nhanh nhẹn như hồ ly. Chiến lan kỹ năng 4 Binh chủng đặc chủng vương sơ cấp cách đấu thuật Sau khi xem hết năm kỹ năng lớn, lãnh vân phong bắt đầu do dự. năm hạng kỹ năng này quá trâu bò. Bất luận lựa chọn hạng mục nào, cơ bản đều là tồn tại nghịch thiên. Nói trắng ra chính là lãnh vân phong toàn bộ đều muốn. Kỹ năng xạ kích di động một khi kích phát, lãnh vân phong nhất định là như hổ thêm cánh. Ở trên súng ống, cơ bản đạt tới trình độ vô địch. Ở tốc độ cao di động trong quá trình, thân thể cùng súng ống phối hợp phi thường khó khăn, độ chính xác phi thường khó khống chế, hiện tại vậy mà đạt tới 90% độ chính xác. Cơ hồ là tồn tại nghịch thiên, hơn nữa còn có thể tăng lên. Bất kỳ một người nào sờ súng, không ai sẽ cự tuyệt kỹ năng này. Mà những binh sĩ ưu tú kia, cả đời chỉ sợ cũng khó có thể đạt tới độ cao này cho nên lãnh vân phong nhìn kỹ năng này sợ ngay người mà xe cơ giới tinh thông đạt tới cấp bậc xa vương thế giới cũng khiến lãnh vân phong vô cùng động tâm lãnh vân phong khó xử có được ưng thị lực đêm như ban ngày cái này ngưu bức sau này buổi tối ra ngoài mang đèn tin ra ngoài chính là trang bức cái này giống như là công năng đặc dị lợi ích của nó rất rõ ràng chờ sau khi gia nhập bộ đội đặc chủng, khẳng định sẽ có hành động ban đêm, điều này sẽ mang đến tiện lợi cực lớn. Còn có đưa tay nhanh nhẹn như hồ ly, sau này xuyên qua núi lớn, ai thương mại đuổi kịp hắn. Khó chọn. Mà kỹ năng hướng thứ năm, bộ đội đặc chủng sơ cấp cách đấu thuật. So với ba hạng kỹ năng trước, tương đối yếu một chút. Hệ thống đại đại, có thể cho thêm một lựa chọn hay không? Lãnh Vân Phong trong lòng truyền âm hỏi cấp bậc thăng cấp một lần, chỉ có thể lựa chọn một loại, muốn lựa chọn phải kiếm được điểm kinh nghiệm của bộ đội đặc chủng. Mỗi thăng cấp một lần, ký chủ liền có cơ hội đạt được một lần lựa chọn cơ hội, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, cơ hội rất lớn có, hệ thống tiếp tục nói. Hệ thống giống như hiểu rõ ý nghĩ của Lãnh Vân Phong, tiếp tục nói. Hệ thống sẽ căn cứ vào mức độ khó khăn của nhiệm vụ, thưởng cho điểm kinh nghiệm khác nhau. Nhiệm vụ cực kỳ đơn giản 100 điểm nhiệm vụ có độ khó cao có thể đạt được càng cao thậm chí một lần nhiệm vụ có thể lựa chọn kỹ năng mới ký chủ chỉ cần cố gắng tăng lên thực lực của mình trở thành tương lai đặc chủng binh vương về sau cái gì cũng có thể đạt được cái này không cần ngươi nhắc nhở lãnh vân phong nghĩ tới nghĩ lui về sau cuối cùng lựa chọn lộ đặc chủng binh vương sơ cấp cách đấu thuật bởi vì cái này thích hợp nhất chính mình hiện tại những kỹ năng khác hiện tại tạm thời còn không dùng được chờ thực lực của mình từng bước từng bước tăng lên tại thu được những kỹ năng kia cũng không vội ta lựa chọn kỹ năng thứ năm kỹ năng chiến đấu sơ cấp của binh sĩ đặc chủng vương lãnh vân phong nói đinh đông chúc mừng ngươi đạt được kỹ năng sơ cấp của binh lính đặc chủng vương chúc mừng ngươi đạt được đặc chủng binh vương sơ cấp kỹ năng chúc mừng ngươi đạt được đặc chủng binh vương sơ cấp kỹ năng vừa nhắc nhở xong về đặc chủng binh vương sơ cấp cách đấu thuật tin tức dung nhập lãnh vân phong trong đầu. Nhất thời, lãnh vân phong cảm giác mình giống như đã trải qua mấy trăm trận chiến đấu huấn luyện cùng với mấy trăm lần cùng người khác đánh nhau kinh nghiệm. Sản khoái Lãnh vân phong chỉ trong nháy mắt đã học được cách đấu thuật sơ cấp của binh lính đặc chủng vương. Đặc chủng binh vương Người thiên phú dị bẩm chỉ sợ cần khắc khổ tu luyện 5 năm thậm chí 10 năm mới có thể đạt tới tiêu chuẩn, lãnh vân phong chỉ dùng thời gian không tới 10 giây. Hệ thống thần khí gian lận tuyển dụng đã kết thúc kết quả cụ thể chờ thông báo tóc xanh đã sớm rời đi và đi rất vội vàng lãnh vân phong đang chuẩn bị rời đi một mỹ nữ trăm phần trăm đi về phía lãnh vân phong tuyệt đối cực phẩm mỹ nữ triệu lệ anh đúng vậy chính là triệu lệ anh nếu giờ phút này có người nhận ra nhất định sẽ kinh hô chạy tới vây xem giờ phút này triệu lệ anh đeo kính trăm thật to đã che khuất một phần ba khuôn mặt cô nhưng khuôn mặt của nàng vẫn có thể nhận ra rõ ràng không không chương ăn cướp khảo hạch canh thứ hai cầu lai bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương không không sát hạch cướp bóc lãnh vân phong triệu lệ anh gọi lãnh vân phong lại ngươi có việc triệu lệ anh hơi sửng sốt một chút cảm giác không giống trước kia tôi triệu lệ anh Triệu lệ anh thấp giọng nói, sợ bị người khác nghe được, thỉnh thoảng còn chuyển hướng năm tuần quan sát, sợ bị đội chó săn nhận ra. Chuyện gì? Lãnh Vân Phong hờ hững nói. Triệu lệ anh lại sửng sốt, sau ba năm không gặp, tên này đổi tính rồi. Phải biết rằng Triệu lệ anh, chính là ngôi sao nổi tiếng, là nữ thần của hàng tỷ thanh thiếu niên cùng với người già. Hiện nay sở kiêu truyện đang hot trên màn ảnh chính là diễn viên chính của cô bất quá nàng còn có một cái không muốn người biết thân phận, lãnh vân phong vị hôn thê. Nói là chưa kết hôn, bất quá hai người đến bây giờ cũng chưa đính hôn. Nguyên nhân chỉ có một triệu lệ anh đối với tên công tử bột lãnh vân phong này vẫn không thích. Tuy rằng hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng lại giống như hai oan gia, huống chi, bọn họ đã có ba năm không gặp mặt. Bình thường công việc của cô bề bộn nhiều việc, vừa vặn khoảng thời gian này cô có lịch trình, lúc này mới nhớ tới tiếp xúc với lãnh vân phong một chút sau khi tiếp xúc sẽ có kết quả hoặc là từ hôn hoặc là đính hôn cái này phải xem lãnh vân phong hiện tại tính cách thế nào dù sao bọn hắn đã ba năm không có gặp mặt triệu lệ anh mới không tin lãnh vân phong lúc này mới qua ba năm đã quên nàng lúc trước người này vẫn la hét muốn theo đuổi mình có được mình hôm nay tặng nhẫn kim cương ngày mai tặng bmw cả ngày vây quanh cô sao hôm nay lại đột nhiên thay đổi tính tình tìm ngươi có chút việc triệu lệ anh nói đồng thời cẩn thận đánh giá lãnh vân phong ba năm không gặp dáng vẻ không có gì thay đổi vẫn đẹp trai như vậy nhưng khí chất hình như có thay đổi rất lớn lạnh khóc lạnh lùng tôi không có thời gian lãnh vân phong nói xong cũng không để ý tới triệu lệ anh trực tiếp đi ra cửa chính triệu lệ anh sửng sốt hắn lại dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với ta có lầm không đây vẫn là lãnh vân phong trước kia từ chối tôi phải biết rằng lịch trình của triệu lệ anh sắp xếp chậm rãi thật vất vả mới rút ra một chút thời gian rảnh rỗi thế nhưng không để ý tới triệu lệ anh đương nhiên mất hứng bất quá cũng phi thường tò mò lãnh vân phong tính tình như thế nào trở nên lớn như vậy vội vàng từng bước nhỏ đuổi theo nàng làm sao biết lãnh vân phong thu được chiến lan hệ thống sau đã mang theo bộ đội đặc chủng ngạo khí cùng lãnh khốc. Triệu Lệ Anh vừa đuổi theo tới cửa. Lãnh Vân Phong cậu chờ một chút. Đã thấy mười mấy người vây quanh Lãnh Vân Phong, một người trong đó là Lục Mao. Mười mấy cái đại hán, mỗi cái hung thần ác sát ánh mắt, vừa nhìn giống như là xã hội đen lưu manh các loại nhân vật. Lục Mao ở thời điểm khảo hạch bị bóp méo, vẫn ghi hận trong lòng, cho nên khảo hạch còn chưa kết thúc đã đi trước, chuyển nhân mã đi triệu tập hơn 10 vị huynh đệ, chặn ở cửa, tính toán lãnh vân phong khắc sâu giáo huấn. Lãnh vân phong, ngươi vừa rồi không phải rất kiêu ngạo, rất đắc ý sao? Bây giờ biết sợ rồi sao? Lục mau biểu môi nói. Nói đi, ngươi định giải quyết như thế nào? Huynh đệ của ta, ra tay không giống ta còn biết nặng nhẹ. Bộ dáng này cũng biết là phú nhị đại, trước kiếm chút tiền hoa hoa, sau thu thập hắn cũng không muộn. Lúc này đột nhiên nhìn thấy Triệu Lệ Anh chạy tới, còn gọi tên Lãnh Vân Phong. Đám người lông xanh lập tức lộ vẻ mặt. Mỹ nữ. Tuy rằng Triệu Lệ Anh mang theo kính râm, nhưng dáng người kia, khí chất kia, cộng thêm khuôn mặt hoàn mỹ, một bộ kính râm há có thể che giấu được. Nhất thời vây Triệu Lệ Anh lại. Triệu Lệ Anh có chút sợ hãi, những người này thoạt nhìn cũng không phải người tốt, mỗi người đều to tai to. Các ngươi muốn, muốn làm gì? Triệu lệ anh khiếp đảm nói, đồng thời nắm chặt túi LV của mình. Muốn làm gì? Ngươi nói đi. Mỹ nữ, ngươi là ai của tiểu tử này? Lục mau cười hì hì hỏi. Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Triệu lệ anh cố lấy dũng khí nói. Trong lòng thầm kêu xui xẻo, sao lại gặp phải chuyện như vậy, nếu để cho đội chó săn chụp được thì phiền toái. Người đẹp rất có cá tính. Nói cho cậu biết, anh cũng rất có cá tính cậu đeo kính trâm gì vậy trên mặt mọc hoa hay là sâu bọ hắc hắc cà giúp ngươi hái đi các ngươi muốn làm gì đùa dẫn lưu manh sao lưu manh ở đâu lãnh vân phong ngươi còn sững sờ làm gì ta sắp bị khi dễ rồi triệu lệ anh sợ hãi nói ha ha tìm lãnh vân phong cũng vô dụng ta chính là thu thập hắn bất quá nể mặt mỹ nữ chỉ cần mỹ nữ cùng mấy ca đi một chuyến tìm một chỗ uống hai chén việc này cũng cứ như vậy trôi qua lục mao kiêu ngạo nói lãnh vân phong bất đắc dĩ lắc đầu các ngươi đừng chạm vào nàng đều tự thân khó bảo toàn còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân các huynh đệ đánh hắn xảy ra chuyện lão tử phụ trách tiểu tử ngươi chết chắc rồi lập tức mười mấy đại hán đánh tới lãnh vân phong không lãnh vân phong trực tiếp đánh vào mặt một đại hán, một quyền. Đơn giản, trực tiếp, thô bạo. Không có bất kỳ hoa thức nào. Đại hán trực tiếp ngã xuống đất, sốc rồi. Ngay sau đó lại là một cước trực tiếp đá một gã đại hán ngực, lăn ra hơn 2 mét, ngã xuống đất không dậy nổi, trực tiếp, thô bạo. Làm sao có thể? Lục mau nhất thời há hốc mồm, đối phương làm sao trâu bò như vậy, một cái đối mặt liền lật hai cái nhất thời trợn tròn mắt. Há hốc mồm chẳng những là đám người lông xanh, triệu lệ anh cũng trợn mắt há hốc mồm. Lãnh vân phong sao lại lợi hại như vậy? Sau khi trợn mắt há hốc mồm, chuyển thành khiếp sợ, hai thứ nhất thời tỏa sáng, đây là người đàn ông rắn rỏi mới nhìn thấy trên TV. Lãnh vân phong vậy mà lại mang như vậy. Lúc này mới ba năm không gặp. Đưa tay ra, lãnh khóc, dáng dấp lại đẹp trai. Triệu lệ anh nhất thời chuyển phang hai mắt tỏa sáng khiếp sợ không chỉ có đám người triệu lệ anh phạm thiên lôi nhìn thấy vân phong đưa tay cũng kinh sợ hắn vốn là tới tìm lãnh vân phong lần này là bí mật chiêu mộ bằng không cũng sẽ không có như vậy biến thái khảo hạch cho nên khảo hạch qua đi sẽ chỉ ở bí mật gặp mặt cho nên mới đến tìm lãnh vân phong phạm thiên lôi giật mình qua đi lập tức quyết định khảo hạch lãnh vân phong một lần nữa thân hình phạm thiên lôi giống như báo săn trực tiếp nhảy qua trước người triệu lệ anh túi vê của tôi triệu lệ anh lớn tiếng kêu lên mà thân ảnh phạm thiên lôi đã chạy ra ngoài mấy chục thước phiền toái lãnh vân phong lắc đầu nói một câu sau đó đuổi theo phạm thiên lôi qua wow. động tác chạy của hắn thật ngầu nha hai mắt triệu lệ anh lại lóe sáng nhất thời chỉ thấy một cái thân ảnh thật nhanh chạy băng băng tại dày đặt đám người không ngừng vượt qua các loại chướng ngại vật. Ta kháo. Đang chơi tác cu sao? Người anh em này quá có phong cách. Lợi hại. Tư thế này, so với trên video còn nóng bỏng hơn. Lãnh vân phong thân thể bị cường hóa qua, lại có được đặc chủng binh vương sơ cấp cách đấu thuật, thân thể nhanh nhẹn độ tự nhiên cao hơn thường nhân. Hơn nữa tốc độ của hắn gấp đôi người thường. Dần dần lại kéo dài khoảng cách với Phạm Thiên Lôi. Lãnh Vân Phong một đường đuổi tới dưới cầu vượt, rốt cục đem tham mưu trưởng bộ tác chiến bộ đội đặc chủng Phạm Thiên Lôi ngăn chặn. Đưa đây. Lãnh Vân Phong lạnh lùng nói. Phạm Thiên Lôi thở dốc một hồi, liền hoàn toàn khôi phục, biểu môi, nói. Ngươi lợi hại. Lên Ken, chúc mừng ngươi hoàn thành bộ đội đặc chủng thực chiến cướp bóc khảo hạch, khen thưởng bộ đội đặc chủng chiến đấu kinh nghiệm tác chiến 100, thân thể sơ cấp cường hóa một lần. Lên Ken, Chúc mừng ngươi hoàn thành bộ đội đặc chủng thực chiến cướp bóc khảo hạch, khen thưởng bộ đội đặc chủng chiến đấu kinh nghiệm tác chiến 100, thân thể sơ cấp cường hóa một lần. Len Ken, chúc mừng ngươi hoàn thành bộ đội đặc chủng thực chiến cướp bóc khảo hạch, khen thưởng bộ đội đặc chủng chiến đấu kinh nghiệm tác chiến 100, thân thể sơ cấp cường hóa một lần. Khóe miệng lãnh vân phong nhếch lên, cuối cùng cũng không chạy vô ích. Không không sáu chương chơi rất vui phải không? Thứ ba càng, cầu like bạn đang nghe tại truyện chấm audio phạm thiên lôi không ngờ đối phương còn có thể đuổi kịp trong lòng bội phục nói tham mưu trưởng bộ tác chiến bộ đội đặc chủng phạm thiên lôi hiện tại chính thức mời anh gia nhập bộ đội đặc chủng quân giải phóng hoa hạ trở thành một binh vương ưu tú lãnh vân phong lập tức hiểu được mình bị đùa giỡn ngươi chơi ta xông lên trực tiếp chính là đặc chủng binh vương sơ cấp cách đấu thuật toàn phong thối trực tiếp đá về phía phạm thiên lôi lãnh vân phong bây giờ cũng không phải là lãnh vân phong trước kia nếu trước kia lãnh vân phong biết đối phương là tham mưu trưởng bộ đội đặc chủng thì trực tiếp cho đối phương thêm dày bộ đội đặc chủng chính là thần tượng của lãnh vân phong bộ đội thần bí nhất đối với bọn họ lãnh vân phong trước kia đều mang theo một cổ nhiệt huyết đương nhiên hiện tại lãnh vân phong đối với bộ đội đặc chủng cũng rất sùng bái bất quá lãnh vân phong có được hệ thống chiến lan bản thân hắn cũng đã là bộ đội đặc chủng bị đối phương đùa dẫn như vậy đương nhiên tức giận huống chi đuổi theo lâu như vậy không đánh một trận sao có thể cam tâm bùm phạm thiên lôi ông quyền ngăn cản vậy mà ngăn cản chỉ là lui về phía sau hai bước liền ổn định thân thể ngươi có thể coi nó là một hạng khảo hạch phạm thiên lôi vung cánh tay xuống đối phương vừa rồi chân này lực lượng cũng thật đủ lớn vậy mà khuỷu tay đều tê dại lãnh vân phong cũng không để ý nhiều như vậy tiếp tục thi triển cách đấu thuật tiến hành công kích. Tính tình không nhỏ. Phạm Thiên Lôi cũng ngứa tay. Ai cũng có tính tình. Lãnh Vân Phong lại thi triển thuật vật lộn công kích. Nhất thời hai người ở dưới cầu vượt, ta một cước ngươi một quyền đánh vào một chỗ. Binh sĩ đặc chủng vương sơ cấp của Lãnh Vân Phong lại đánh ngang tay với Phạm Thiên Lôi. Phạm Thiên Lôi càng đánh càng giật mình, thuộc vật lộn của đối phương không kém hắn. Tư liệu về Lãnh Vân Phong, Phạm Thiên Lôi phái người tra qua, tư liệu biểu hiện hắn chưa từng học qua công phu. Làm sao đưa tay lại cao minh như thế? Trong bộ đội bộ đội đặc chủng, thực lực của Phạm Thiên Lôi được xếp hạng cao, lại đánh ngang tay với một tiểu tử mũi nhọn tầm thường, điều này làm cho mặt mũi Phạm Thiên Lôi không nhìn được. Hảo tiểu tử, thân thủ không tệ, lén luyện qua. Đánh thắng ngươi trước rồi hãy nói. Lãnh Vân Phong lạnh lùng nói. Lãnh Vân Phong cũng âm thầm giật mình, thực lực của đối phương không dưới mình. Tuy rằng mình đạt được kỹ năng chiến đấu sơ cấp của binh sĩ đặc chủng vương, nhưng tố chất tổng hợp thân thể còn đạt tới tiêu chuẩn phát huy hoàn toàn. Còn có một cơ hội cường hóa năng lực thân thể, tăng lên. Lãnh Vân Phong lập tức lựa chọn tăng lên. Hôm nay nhất định phải cùng đối phương phân ra cao thấp. Nếu không khó chịu. Chúc mừng ngươi hoàn thành thân thể sơ cấp cường hóa, toàn thuộc tính một. Chúc mừng ngươi hoàn thành thân thể sơ cấp cường hóa, toàn thuộc tính một. Chúc mừng ngươi hoàn thành thân thể sơ cấp cường hóa, toàn thuộc tính 1. Sau khi hệ thống liên tục nhắc nhở ba lần, Lãnh Vân Phong nhất thời cảm giác được lực lượng cùng tốc độ của mình tăng lên gấp đôi. Mà lúc này, chung quanh dĩ nhiên nhiều hơn vài người, mỗi người tóc húi cua, một thân sạch sẽ lưu loát, trong ánh mắt lộ ra vài phần uy nghiêm. Vừa rồi nhìn thấy đối phương đánh ngang tay với Phạm Thiên Lôi, đều hết sức giật mình. Tham mưu trưởng Phạm Thiên Lôi nổi tiếng có thể đánh trong bộ đội đặc chủng. Đối phương là một người trẻ tuổi tầm thường, vậy mà hắn đánh ngang tay, không dậy nổi a. À. Không cần phải phân ra người chết ta sống chứ. Thiệu Phong cười khổ, đối phương không chịu buông tha. Đánh thắng ngươi là được. Lãnh Vân Phong không nói nhảm với hắn nhiều như vậy. Lần nữa thi triển đặc chủng binh vương sơ cấp cách đấu thuật. Toàn phong đá Tốc độ không ngờ tăng lên gấp đôi. Tốc độ thật nhanh. Nhanh hơn gấp đôi so với lúc nãy. Tiểu tử này vừa rồi chẳng lẽ còn chưa dùng hết toàn lực? Có khả năng. Tham mưu trưởng lần này e rằng phải nhận thua rồi. Tiểu tử này chẳng lẽ từ trong bụng mẹ đã bắt đầu tập võ? Ai biết? Phạm Thiên Lôi nhìn thấy tốc độ của Lãnh Vân Phong đột nhiên tăng vọt, nhất thời cả kinh, tiểu tử này vừa rồi còn giữ lại thực lực. Bốp lãnh vân phong một cước trực tiếp đá vào ngực phạm thiên lôi thế nhưng đem phạm thiên lôi đá ngã xuống lãnh vân phong lạnh lùng nói đùa giỡn ta rất vui đúng không đùa chết ngươi tham mưu trưởng tên tóc húi cua vây xem chấn động vội vàng xông tới muốn công kích lãnh vân phong phạm thiên lôi rống to một tiếng có chút cố hết sức đứng lên mẹ nó tiểu tử này khí lực như thế nào đột nhiên biến lớn như vậy nửa đua nửa thật nói ngươi có phải hay không ăn đại lực hoàng khí lực như thế nào đột nhiên biến lớn như vậy lãnh vân phong không để ý chút nào đây đều là hiểu lầm không có ý gì khác phạm thiên lôi sờ sờ ngực khí huyết cuồn cuộn thiếu chút nữa không thở nổi tiểu tử này tuyệt đối là khối làm lính nguyên liệu tương lai nếu là trưởng thành lên tuyệt đối là binh vương tốc độ sức mạnh năng lực phản ứng của hắn là vị mạnh nhất mà Phạm Thiên Lôi từng tiếp xúc qua. Người như vậy nếu không kéo vào bộ đội, tuyệt đối là một tổn thất lớn của quốc gia. Lãnh Vân Phong lắc người rời đi, chim cũng không có chim đối phương. Đường đường là tham mưu trưởng bộ tác chiến bộ đội đặc chủng đệ nhất Hoa Hạ, lại bị một tiểu tử bỏ qua. Mấy vị nam tử tóc húi cô khác vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu tử này coi hắn là ai? Kéo như vậy. Tham mưu trưởng, đuổi hắn về. Quá kiêu ngạo. Đùa giỡn. Chỉ nghe Phạm Thiên Lôi hướng về phía Lãnh Vân Phong bóng lưng hô. Một tháng sau hôm nay chính nọ, hết thảy thông qua khảo hạch binh lính tại nhà ga tập hợp, đi trước quân khu huấn luyện, hy vọng ngươi nắm lấy cơ hội lần này. Ngươi trời sinh chính là binh vương. Phạm Thiên Lôi cuối cùng bổ sung một câu. Mấy vị nam tử tóc húi cô khác nhất thời cả kinh. Binh vương ánh mắt bọn họ soát tập trung vào bóng lưng lãnh vân phong dần dần đi xa lão đại ngươi nói hắn sẽ trở thành binh vương ánh mắt tham mưu trưởng bỏ qua sao khó trách tham mưu trưởng lại coi trọng hắn như thế binh vương ngươi nói một tháng sau hắn trở về sao phạm thiên lôi chắc chắn nói tiểu tử này trời sinh chính là vì bộ đội đặc chủng mà sinh chỉ có ở trong quân đội hắn mới có thể phát ra quan mang chói mắt nhất chiến lan hệ thống tuyên bố ngẫu nhiên nhiệm vụ, ký chủ trở thành bộ đội đặc chủng, khen thưởng điểm tích lũy 100. Chiến lan hệ thống tuyên bố ngẫu nhiên nhiệm vụ, ký chủ trở thành bộ đội đặc chủng, khen thưởng điểm tích lũy 100. Chiến lan hệ thống tuyên bố ngẫu nhiên nhiệm vụ, ký chủ trở thành bộ đội đặc chủng, khen thưởng điểm tích lũy 100. Hệ thống liên tục nhắc nhở 3 lần. Lãnh Vân Phong nắm chặt tay, sảng khoái. Một tháng sau tập hợp ở nhà ga khóe mắt lãnh vân phong đột nhiên lộ ra nụ cười. Không không bảy chương. Muốn đính hôn, sau này hãy nói canh bốn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lãnh vân phong trực tiếp trở về nhà, mới vừa đi vào đại sảnh liền thấy cha mẹ cùng với triệu lệ anh đều ngồi ở trong phòng khách nói chuyện phím, còn không ngừng truyền ra tiếng cười. Cha và mẹ lãnh cũng đã biết lãnh vân phong báo danh tham gia tuyển dụng bộ đội đặc chủng, mới đầu đều rất kinh ngạc, đức hạnh của con trai bảo bối bọn họ sao lại không rõ ràng bọn họ vẫn luôn muốn lãnh vân phong đi bộ đội rèn luyện nhưng lãnh vân phong sống chết không đồng ý không ngờ hôm nay đầu óc đột nhiên thông suốt chủ động đi báo danh tham gia sau khi biết tin tức này lãnh phụ lập tức thông qua người quen hỏi thăm tìm cách nhất định để lãnh vân phong tiến vào trong bộ đội nhưng sau khi nghe ngóng mới biết được dĩ nhiên là tuyệt mật có được tuyển dụng hay không đợi lệnh mà làm cho lãnh phụ càng giật mình chính là lãnh vân phong ở trong hai lần khảo hạch đặc thù dĩ nhiên đều là đệ nhất danh một là bắn súng một là chạy bộ 5 km với trọng lượng 57 kg xạ kích mà nói lãnh phụ còn dễ hiểu bởi vì lãnh vân phong thường xuyên chơi khí thương ở phương diện này quả thật có chút thiên phú nhưng phụ trọng 57 kg việc giả 5 km dùng 30 phút điều này làm lãnh phụ nghĩ thế nào cũng không thông phản ứng đầu tiên có phải là bọn họ sai lầm hay không? Lãnh Vân Phong đi bộ 3 km cũng sẽ mệt mỏi ngã sắp xuống, bây giờ lại còn có thể chạy 5.000 m, còn cổng 57 kg vật nặng. Nếu không là nhiều lần xác nhận, lãnh phụ đánh chết cũng sẽ không tin tưởng đây là thành tích của con trai hắn. Bất quá bất kể như thế nào, có thể thông qua khảo hạch, ý nghĩa có cơ hội rất lớn. Nhị lão tự nhiên là phi thường vui vẻ. Hơn nửa triệu lệ anh đột nhiên đến thăm, vẫn là đặc biệt tới tiền lãnh Vân Phong, hỷ sự lâm môn. Bọn họ sớm nóng trong lãnh Vân Phong có thể thu nhận tính tình, lập gia đình, sau đó để cho bọn họ sớm một chút ông lấy một đứa cháu trai mập mạp. Hai cụ vừa thấy lãnh Vân Phong tiến vào, mẹ lãnh lập tức vui vẻ dò hỏi. Vân Phong, nghe nói con tham gia khảo hạch trưng binh, còn được hạng nhất, có phải thật không? Lãnh Vân Phong vừa nghe, nói tin tức truyền đi rất nhanh. Ha ha, Vân Phong à, ta vẫn luôn nói với ngươi, nam nhân có cơ hội nhất định phải đi lính, như vậy mới có thể trở thành nam nhân chân chính. Sao em lại tới đây? Lãnh Vân Phong nhàn nhạt hỏi Triệu Lệ Anh ngồi trên sofa. Triệu Lệ Anh toàn thân đánh giá Vân Phong. Vân Phong, con nói gì vậy? Tiểu Anh, hiếm khi có thời gian tới nhà một chuyến, sao lại không biết nói chuyện như vậy? Lãnh Mẫu nghiêm mặt nói sau đó lộ ra khuôn mặt tươi cười hòa ái đối với triệu lệ anh tiểu anh à tiểu phong vẫn luôn lải nhải muốn gặp em hiện tại gặp đột nhiên sẽ không nói chuyện đừng trách nha bá mẫu người khách khí rồi triệu lệ anh mỉm cười nói lãnh mẫu vẻ mặt vui vẻ tự như thấy được con dâu mình sau đó đối với lãnh vân phong nói tiểu vân a à, tiểu anh điện ảnh mới không tệ sự nghiệp lại thành người lại lớn lên xinh đẹp như vậy mấu chốt là hai người các ngươi lại là cùng nhau lớn lên con còn ngây ngốc đứng đó làm gì trước kia không phải con nói thích tiểu anh sao ngồi xuống cùng nhau trò chuyện một chút a à, mẹ lãnh sốt ruột nói trong lòng nói thầm hôm nay con trai làm sao vậy bình thường theo đuổi con gái không thấy hắn bớt thương tâm hôm nay sao lại biến thành câm điếc lãnh phụ cũng buồn bực bản lĩnh tán gái của lãnh vân phong là phú nhị đại nổi danh đã lâu hôm nay sao lại thay đổi tính tình triệu lệ anh nghe lãnh mẫu nói xong trên mặt không khỏi hiện ra một tia vui sướng sau đó len lén nhìn về phía lãnh vân phong bất quá nhìn thấy lãnh vân phong khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ túi lv trong tay hắn trực tiếp ném vào tay triệu lệ anh nói sau này đừng gây phiền toái cho ta sau đó đi thẳng vào phòng triệu lệ anh mím môi anh đào hai bàn tay nhỏ bé hung hăng bóp cùng một chỗ trong lòng không ngừng nói thầm thối hỗn đảng nhị lão nhất thời lộ ra biểu tình xấu hổ tiểu tử này làm sao lại không lễ phép như vậy tiểu anh ngươi yên tâm bá phụ một hồi nhất định sẽ mắng hắn một trận tiểu vân hôm nay không biết tiểu phong làm sao tiểu anh em đừng để trong lòng bình thường nó không như vậy lát nữa anh sẽ nói cho nó biết lãnh vân phong trở lại trong phòng ngủ lập tức xem xét thuộc tính cá nhân binh sĩ lãnh vân phong nghề nghiệp special for lớp hai năm thuộc tính lớn. Xương sống ba, thường một, ngộ tính ba, thường nhân một, thể chất ba, người thường một, sức mạnh ba, người thường một, tốc độ ba, thường một, kỹ năng. Tinh thông súng ống, hiệu suất trung bình 80%, chiến đấu cơ bản của vua lính đặc biệt kinh nghiệm đặc nhiệm. 200, 300 lãnh vân phong tâm tình đại sản khoái. Không ngờ gấp 3 lần người thường. Nếu cường hóa thân thể thêm vài lần thì tốt biết bao lãnh vân phong cảm thán trong lòng hồi tưởng lại thời điểm ở dưới cầu vượt cùng phạm thiên lôi đánh nhau thực lực đối phương biểu hiện ra ngoài quả thật cường hãn nếu không là lãnh vân phong thân thể lần nữa cường hóa căn bản không có cách nào thủ thắng bộ đội đặc chủng đích thật là nơi ngoạ hổ tàn long lãnh vân phong cởi áo khoác lập tức lộ ra khí lực cường tráng lãnh vân phong nhìn vào gương lúc này mới phát hiện thân hình cao ngất của mình dưới bụng thậm chí có tám khối cơ bụng bò trước kia lãnh vân phong chỉ có bụng bia chỉ là một buổi sáng lãnh vân phong từ tư tưởng bên trong đến thân thể đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất lãnh vân phong ngủ chưa tôi là triệu lệ anh triệu lệ anh ở ngoài cửa hô bất quá răng rắc một tiếng đã đẩy cửa phòng ra giờ phút này lãnh vân phong lộ ra nửa người trên khí lực cường hãng kia quả thực chính là tiêu chuẩn của người đàn ông mạnh mẽ. Trước kia lãnh vân phong mặc quần áo không có cảm giác gì, nhưng lúc hắn cởi sạch thân trên, loại hiệu quả thị giác này đánh sâu vào, khiến triệu lệ anh sợ ngay người. Đồ cứng đầu. Đây vẫn là tên ăn chơi trác tán trước kia. Lãnh vân phong nhìn thấy biểu tình chấn động của triệu lệ anh, hư lạnh một tiếng. Chuyện gì? Triệu lệ anh lúc này mới phản ứng lại, theo bản năng đem khuôn mặt xinh đẹp, nghiêng qua một bên, Bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt, nói: "Cảm ơn, em giúp anh tìm túi về. Còn có chuyện gì khác không?" Triệu Lệ anh thở ra một hơi, sau đó quay mặt lại, cứng rắn nói: "Qua khoảng thời gian này, ta sẽ bề bộn nhiều việc, chúng ta có thể đính hôn trước hay không?" Lãnh Vân Phong lạnh lùng nói: "Đính hôn? Sau này hãy nói. Tôi muốn phục vụ quân dịch, gia nhập bộ đội đặc chủng." nếu để cho fan của triệu lệ anh biết cô lại chủ động hướng một người đàn ông yêu cầu đính hôn mà người đàn ông kia lại còn không đồng ý phỏng chừng nước miếng cũng có thể dìm chết lãnh vân phong triệu lệ anh sửng sốt không ngờ lãnh vân phong lại cự tuyệt lý do cự tuyệt dĩ nhiên là muốn đi tham gia bộ đội đặc chủng chúa ơi bộ đội đặc chủng a à. triệu lệ anh sùng bái nhất chính là nam nhân chân chính 008 chương đính hôn xin báo cáo canh 5, cầu lai. Like. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Này! Lãnh Vân Phong thở ra một hơi thật sâu, xoay người từ trên sàn nhà nhảy dựng lên, sạch sẽ lưu loát. Trên người mang theo màu đồng cổ cơ bắp, che kín mồ hôi, tản mát ra một cổ mạnh mẽ có lực khí tức. Liên tục một tháng trôi qua, Lãnh Vân Phong đều là tự mình huấn luyện chính mình, không có một chút buông lỏng. Mà Triệu Lệ Anh lại từ chối vài lịch trình, vẫn ở lại lãnh gia chuyên tâm bồi lãnh vân phong điều này làm cho nhị lão cao hứng vô cùng không biết len lén mắng lãnh vân phong bao nhiêu lần nhanh chóng tìm cơ hội xuống tay gạo nấu thành cơm để cho bọn họ ông cháu trai bất quá lãnh vân phong giống như cũng không coi ra gì đem hai lão gấp đến độ thiếu chút nữa đem lãnh vân phong đuổi ra khỏi nhà đương nhiên triệu lệ anh chủ động yêu cầu bồi lãnh vân phong cũng không phải bồi ba kỳ thật là âm thầm quan sát lãnh vân phong muốn tìm hiểu rõ ràng bí mật trên người nam nhân này nếu lãnh vân phong có ý nghĩ không an phận gì cô lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát bổn tiểu thư trời sinh lệ chất mê đảo vô số ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ cũng lâm vào điên cuồng thích ta thanh niên tài tuấn nhiều như long trâu chỉ cần bổn tiểu thư vung tay lên bọn họ khẳng định vì bổn tiểu thư xông pha khói lửa triệu lệ anh ở trong phòng hờn dỗi đáng giận đáng giận gối ông đầu giường triệu lệ anh trở thành đối tượng cô phát tiết trong khoảng thời gian này đã đổi mười cái gối ông bất quá người này quả thật rất có nam tính hoàn toàn không giống trước kia nhớ lại lãnh vân phong ba năm trước trên người làm gì có một chút khí khái nam tử hán một thân lưu lý lưu khí phú nhị đại công tử ca sở hữu bất lương bản tính hắn tất cả đều chiếm chính là bởi vì như thế triệu lệ anh lúc này mới trốn tránh lãnh vân phong không nghĩ tới ba năm không gặp người này dĩ nhiên thật sự thay đổi biến thành thiết cốt bông bông hán tử ban đầu triệu lệ anh còn tưởng rằng lãnh vân phong là giả bộ nhiều nhất qua ba ngày bản tính sẽ lộ rõ thế nhưng liên tục một tháng trôi qua lãnh vân phong không hề thay đổi hơn nữa càng ngày càng tản mát ra cái loại mùi vị rắn rỏi này mới có điều này làm ấn tượng của triệu lệ anh đối với lãnh vân phong thay đổi rất lớn cộng thêm triệu lệ anh sùng bái quân nhân đặc biệt là bộ đội đặc chủng. Toàn thân bộc phát ra mùi vị nam tử hán. Đơn giản mà nói Lãnh Vân Phong hoàn toàn phù hợp với món ăn của Triệu Lệ Anh. Sau khi Triệu Lệ Anh phát tiết, tâm tình lập tức tốt lên, sau đó cẩn thận nhớ lại từng ly từng tí trên người Lãnh Vân Phong, không khỏi lộ ra vẻ mặt hoa si. Giống như thiếu nữ xinh đẹp mùa xuân. Hôm nay là ngày tập hợp. Lãnh Vân Phong đương nhiên nhớ rõ hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, chính như Phạm Thiên Lôi nói chỉ có ở bộ đội mới có thể làm cho Lãnh Vân Phong phát ra quan mang chói mắt nhất. Lãnh Vân Phong chính là vì bộ đội đặc chủng mà sinh. Sau khi huấn luyện xong, Lãnh Vân Phong mặc quân phục ba ngày trước đã đưa tới, đèo ba lô màu xanh lá cây. Một thân vĩ ngạn cao ngất. So với Lãnh Vân Phong trước kia không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Hệ thống đô chiến lan màng đến biến hóa cho Lãnh Vân Phong. Thư Lãnh Vân Phong nhìn thấy trên mặt bàn không biết lúc nào có thêm một phong thư, trên đó viết Lãnh Vân Phong tự mở. Mở ra xem, tiêu đề thư rõ ràng viết. Báo cáo xin đính hôn. Văn tự đều là viết tay, thập phần thanh tú, còn mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Khóe miệng Lãnh Vân Phong không khỏi lộ ra một tia mỉm cười. Bản thân Triệu Lệ Anh, trải qua một tháng quan sát tỉ mỉ, cảm thấy Lãnh Vân Phong có khí khái nam tử Hán, tính cách cường tráng đáng tin cậy, tuy rằng mang theo lạnh lùng nhưng có thể cho rằng là một loại nam nhân vị hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của bản thân bởi vậy bản thân xin đính hôn với lãnh vân phong hoàn thành ước định của các trưởng bối đặc biệt báo cáo lạc khoản triệu lệ anh cuối cùng có thêm một câu tôi đã trở về đoàn làm phim đừng nghĩ đến tôi lãnh vân phong xem xong mỉm cười liền bỏ tiền vào trong phong bì cất vào trong túi trong khoảng thời gian này triệu lệ anh vẫn biểu hiện rất nhu thuận một ngày ba bữa đều là đúng giờ đưa đến nàng chưa bao giờ quấy rầy lãnh vân phong huấn luyện lúc lãnh vân phong nghỉ ngơi nàng liền đưa đồ uống và đồ ăn tới chiếu cố gọn gàng ngăn nắp không hề rơi vào lão mụ tử của lãnh vân phong biết lãnh vân phong thích phong cách quân sự lại viết bản báo cáo đính hôn này một đại minh tinh có thể làm được như vậy quả thật không dễ dàng khóe mắt lãnh vân phong lóe ra một tia nhu tình. Lãnh vân phong à, để chúng ta tiễn con đi. Mẹ lãnh có chút không nỡ nói, dù sao con trai đi lần này, có thể phải mất hai ba năm. Không cần. Lãnh vân phong đã trưởng thành, chúng ta không cần lo lắng cho hắn. Để hắn tự đi đi. Cũng không phải đi chịu chết, ở trong quân doanh mới có thể rèn luyện ra nam nhân chân chính. Lãnh vân phong vừa rời đi, Triệu Lệ Anh trong thư nói đã đến đoàn làm phim xuất hiện, sải bước vọt vào phòng Lãnh Vân Phong, nhìn thấy phong thư để lại trên bàn làm việc của Lãnh Vân Phong không thấy, trong lòng nhất thời vui vẻ, xoay người chạy ra khỏi phòng. Đại tiểu thư của tôi, cô có thể làm cho người ta bớt lo được không? Toàn bộ đoàn làm phim đều đang chờ cô. Người đại diện vẻ mặt bất đắc dĩ lãi nhãi. Biết rồi, đưa nhà ga trước. Đại tiểu thư của tôi, cô. Người đại diện thiếu chút nữa khóc, lúc này đến nhà ga khẳng định không kịp đến đoàn làm phim nhanh lên nếu chậm không nhìn thấy người hôm nay tôi sẽ không đến đoàn làm phim triệu lệ anh lập tức nghiêm mặt được rồi được rồi cô của tôi cô là lão đại đều nghe lời cô được rồi người đại diện bất đắc dĩ nói thân ảnh lãnh vân phong vừa xuất hiện ở nhà ga lập tức có người tới chào hỏi lãnh vân phong xin chào xin hãy ký tên xác nhận Lãnh Vân Phong soạt soạt hai cái, ký lên đại danh của mình. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhanh sói hệ thống ngẫu nhiên nhiệm vụ, gia nhập đặc chủng quân dịch, khen thưởng 100 điểm tích lũy. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhanh sói hệ thống ngẫu nhiên nhiệm vụ, gia nhập đặc chủng quân dịch, khen thưởng 100 điểm tích lũy. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhanh sói hệ thống ngẫu nhiên nhiệm vụ, gia nhập đặc chủng quân dịch, khen thưởng 100 điểm tích lũy. Ngươi bộ đội đặc chủng tác chiến kinh nghiệm đạt tới 300, ngươi thăng cấp đạt được kỹ năng lựa chọn cơ hội một lần. Ngươi bộ đội đặc chủng tác chiến kinh nghiệm đạt tới 300, ngươi thăng cấp, đạt được kỹ năng lựa chọn cơ hội một lần. Ngươi bộ đội đặc chủng tác chiến kinh nghiệm đạt tới 300, ngươi thăng cấp, đạt được kỹ năng lựa chọn cơ hội một lần. Hệ thống liên tục nhắc nhở, giống như pháo. Lãnh vân phong mừng rỡ. Cuối cùng có thể lựa chọn kỹ năng. PS Mỗi ngày vạn càng, dĩ nhiên không có hoa tươi, không có phiếu đánh giá, một cái khen thưởng đều không có, chẳng lẽ phi lưu độc giả đều tu tiên đi, không có lý do a à? tác giả nắm trần truồng thân thể băng thiên tuyết địa xoay tròn 365 độ quỳ xuống đất cầu duy trì. 009 chương ưng thị lan làm được kỹ năng khen thưởng tăng thêm một chương. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lãnh vân phong tâm niệm khẽ động, hệ thống chiến lan quả nhiên hiện ra bốn đại kỹ năng. Chiến lan kỹ năng 1 Di động xạ kích thuật, Người tải tốc độ cao di động trung, cùng súng ống phối hợp sử dụng, đạt tới 99% độ chính xác. Bắn súng di động là một kỹ thuật thất truyền, có thể nói là biến thái, xin hãy sử dụng cẩn thận. Kỹ năng chiến lan 2 Xe cơ giới tinh thông, đặc biệt chỉ xe cơ giới hạng nhẹ. Năng lực thao tác tinh thông, cho ngươi có được kỹ năng kinh nghiệm không thua gì loại xe vương giả này, dây vượt qua đối phương. Kỹ năng chiến lan 3 ưng thị lan hành, có được thị lực độc đáo của diều hâu, có thể nhìn thấy hiện vật vào ban đêm như ban ngày. Thân thể có thể giảo hoạt nhanh nhẹn như hồ lan, bước đi như bay, rơi xuống đất không tiếng động. Chiến lan kỹ năng 4 Chiến lan đặc chủng binh vương sơ cấp cách đấu thuật. Có thể cho ngươi có được binh vương vật lộn cách đấu kinh nghiệm, lập tức đạt tới binh vương sơ cấp tiêu chuẩn. Bốn loại kỹ năng này là kỹ năng mới nhất lãnh vân phong trước đó đã lựa chọn một hạng tinh thông kỹ năng súng ống bởi vậy liền không có lặp lại cụ thể là chọn loại nào tốt lãnh vân phong có chút khó xử loại nào cũng tốt chủ yếu là loại nào thích hợp với mình bây giờ hơn lựa chọn loại kỹ năng thứ ba ưng thị lan hành lãnh vân phong rất nhanh đã có lựa chọn hai hạng mục trước tạm thời còn chưa dùng tới mà ưng thị lan hành thì không giống vậy có được thị lực của ưng ưng giả lan nhanh nhẹn tưởng tượng đều làm cho lãnh vân phong kích động chúc mừng ngươi thu hoạch được ưng thị lan hành kỹ năng chúc mừng ngươi thu hoạch được ưng thị lan hành kỹ năng chúc mừng ngươi thu hoạch được ưng thị lan hành kỹ năng trong khoảnh khắc lãnh vân phong lập tức cảm giác được thị lực của mình đột nhiên tốt lên nhìn xa xa rõ ràng vô cùng dưới lòng bàn chân cũng có một loại cảm giác nhẹ nhàng bay lãnh vân phong đi xuyên qua đám người người cẩn thận sẽ phát hiện bước chân hắn rơi xuống đất dĩ nhiên không có bất kỳ âm thanh nào hai ba cái liền đã đi vào trong xe tìm được vị trí của mình quả nhiên lợi hại lãnh vân phong xuyên qua giữa đám người nhìn như tùy ý đi lại nhưng đám người rộn ràng nhốn nháo lại không có một ai đụng tới lãnh vân phong hơn nữa đây chỉ là phát huy không đến ba thành công lực nếu như toàn lực thi triển tốc độ sẽ nhanh hơn ngồi trên xe lãnh vân phong đi ra ngoài cửa sổ hình ảnh này quá rõ ràng. Gần đó có thể bắt được tất cả chi tiết trên người đối phương, móng tay của vị mỹ nữ này sơn ít, có thể là ra ngoài quá vội quên mất. Chỗ cổ áo của vị mỹ nữ kia có vết bẩn hạt gạo cười to, tóc của vị mỹ nữ kia có một con kiến. Nhìn quá khứ quá rõ ràng. Triệu lệ anh Triệu lệ anh cách lãnh vân phong ít nhất 500 mét, giờ phút này đang đứng cùng một chỗ với người đại diện của nàng, một người phụ nữ trung niên hình thể có chút mập mạp. Giờ phút này Triệu Lệ Anh cầm một cái kính viễn vọng. Nàng tới Tiễn Lãnh Vân Phong nhưng lại không tiện đi qua, cho nên chỉ có thể chọn dùng phương thức lén lút Tiễn Lãnh Vân Phong. Theo hiểu biết của Triệu Lệ Anh, bộ đội đặc chủng phục vụ ít nhất cần 3 năm, trên đường không thể thăm người thân. Tóm lại có rất nhiều hạn chế, về sau nếu muốn gặp Lãnh Vân Phong thì có chút khó khăn. Bất quá khó thì khó, nếu thật muốn gặp Lãnh Vân Phong, Triệu Lệ Anh vẫn có biện pháp triệu lệ anh hóa trang có sự khác biệt rất lớn so với trước khi trang điểm chủ yếu là sợ người khác nhận ra đây cũng là yêu cầu mãnh liệt của người môi giới bà cô chúng ta đi thôi người đại diện thỉnh thoảng nhìn thời gian thúc giục xe lửa còn chưa chạy gấp cái gì triệu lệ anh đô la một câu còn phải chờ xe lửa chạy anh mới đi à cũng không kém mấy phút dù sao cũng muộn rồi triệu lệ anh không cho là đúng nói Ngươi đứng ở chỗ này nhìn lén, hắn cũng không biết ngươi ở chỗ này à? Không biết, ta cũng vui lòng. Triệu Lệ Oanh cao hứng nói. Thật không biết ngươi nghĩ như thế nào. Em sẽ không hiểu. Em không biết, anh ta có bao nhiêu người? Quên đi, dù sao nói em cũng không hiểu. Trong mắt Triệu Lệ Anh tràn đầy sao? Ngay cả chính cô cũng không biết bộ dáng này của cô có bao nhiêu mê người. Triệu Lệ Oanh nói xong, đột nhiên ngây ngẩn cả người xuyên qua kính viễn vọng cô nhìn thấy lãnh vân phong cách cửa sổ đang mỉm cười vẫy tay tạm biệt cô sao có thể thế được chẳng lẽ hắn phát hiện ra ta triệu lệ anh chấn động khoảng cách xa như vậy hắn làm sao có thể nhìn thấy nhưng hắn rõ ràng chính là hướng về phía ta nhìn a à? cậu thấy vô dụng cậu ấy đang cười với tớ triệu lệ anh hưng phấn nói khoảng cách xa như vậy sao anh ta nhìn thấy cô đừng đùa người đại diện vẻ mặt bất đắc dĩ thật đấy không tin cậu tự xem đi triệu lệ anh đưa kính viễn vọng cho người đại diện không nhìn tôi không có háo sắc như cô người đại diện đã coi triệu lệ anh là cô gái nhỏ đang yêu tội nghiệp cho những người hâm mộ cô ấy hy vọng tình yêu của cô không bị đội paparazzi đào lên nếu không thấy ánh sáng chết ta mới không có háo sắc nói cho ngươi biết hắn mới là nam nhân chân chính triệu lệ anh cao hứng nói triệu lệ anh hiện tại có thể xác định trăm phần trăm lãnh vân phong đã thấy được thị lực của hắn sao lại tốt như vậy triệu lệ anh dùng kính viễn vọng mới thấy rõ ràng mà lãnh vân phong chỉ bằng mắt thường là có thể thấy rất rõ ràng hơn nữa xung quanh còn thỉnh thoảng có người đi qua nam nhân này quá lợi hại dáng người đẹp thân thủ đẹp lại lạnh khóc quả thực chính là điển hình của người đàn ông hoàng mỹ cả trái tim nhỏ bé của triệu lệ anh đều muốn nhảy ra ngoài lãnh vân phong ba năm nay ngươi đã làm những gì lại có biến hóa lớn như vậy triệu lệ anh từng nổi lên vô số nghi hoặc lãnh vân phong mỉm cười kỳ thật triệu lệ anh là phi thường không tồi tướng mạo a dáng người a à, vậy cũng không cần phải nói tuyệt đối là hạng nhất nếu không cũng sẽ không phải là một trong năm hoa đáng nổi tiếng nhất trung quốc gần đây sở kiều truyện lại để cho nàng lửa đến rối tinh rối mù. Ngoại trừ tướng mạo dáng người ra, tính cách của nàng cũng không tệ, không có tính tình điêu ngoa tùy hứng như đại tiểu thư. Cũng chịu bỏ xuống mặt mũi, ở lãnh gia ngồi băng ghế lạnh một tháng. Đang lúc lãnh vân phong nhớ lại triệu lệ anh trước kia, nhìn thấy một người đàn ông mặc quân trang màu xanh lá cây vẽ mặt tươi cười đi về phía triệu lệ anh. Hiển nhiên đối phương cũng đến báo danh. Tuy rằng không biết đối phương nói cái gì, nhưng nhìn biểu tình trên mặt đối phương cùng triệu lệ anh là biết đối phương nhất định là nhìn thấy vẻ đẹp của triệu lệ anh tới gần sắc mặt triệu lệ anh rất khó cuối cùng hướng về vị trí thùng xe của lãnh vân phong thập phần không nở xoay người đi vào xe nhanh chóng rời đi mà đối phương lại còn đuổi cùng không nở đuổi ra vài mét đáng giận hơn chính là lại hướng về phía xe làm một tư thế hôn gió lãnh vân phong nhất thời sắc mặt lạnh lẽo thị lực của chim ưng nhanh chóng nhớ kỹ bộ dáng của nam tử quân phục xanh kia. Không một không chương đơn trưởng đè sập trác diệt phạm canh thứ nhất, cầu một. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Anh công tử lỗ mãn nhìn chung quanh, vẻ mặt hưng phấn, miệng nhai kẹo cao su. Xin hãy ký vào đây để xác nhận. Ok. Công tử lỗ mãn sạch sẽ lưu loát viết tên lên. Xe ngựa ở đằng kia. Được. Khinh phù công tử vẻ mặt ý cười, sau đó nhanh chóng tiến vào xe, nhìn thấy lãnh vân phong liền nghĩ tới khuôn mặt tươi cười đã xuất hiện, đang muốn lãnh vân phong chào hỏi, lại nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của đối phương, vô cùng lạnh khóc. Hả? miệng công tử lỗ mãn vốn muốn há mồm, lập tức trục lại, rất thức thời tìm một vị trí ngồi xuống, trong lòng âm thầm nói thầm, nói. thế nhưng so với lão tử còn khóc hơn. Lãnh Vân Phong đang chuẩn bị thu thập một tên công tử lỗ mãn không có mắt. Đột nhiên, màu xanh lá cây xuất hiện trong đám đông. Hắn làm sao cũng tới. Lông xanh không có quân trang, hiển nhiên là không có khảo hạch thông qua. Mà hai người đàn ông đứng cùng anh, mặc quân trang màu xanh lá cây. Hiển nhiên lục mau là tới tiễn đưa. Lúc này lục mau từ trong túi lấy ra một tấm ảnh chụp một tấc, đưa cho một gã quân y dáng người mạnh mẽ đây không phải avatar của tôi lãnh vân phong nhìn rất rõ ràng lãnh vân phong nhìn cái miệng lông xanh rõ ràng là muốn hai người này báo thù cho hắn tên này vậy mà còn chưa từ bỏ ý định xem ra lần trước giáo huấn hắn ấn tượng còn chưa đủ khắc sâu đang nhìn hai người kia một người hình thể khôi ngô cường tráng như trâu người kia chỉ có thể dùng hai chữ hình dung tinh anh thú vị tóc xanh sau khi chào tạm biệt hai người bọn họ Hai người dựa theo trình tự, ký tên xác nhận, sau đó cũng đi vào thùng xe. Lúc hai người nhìn thấy lãnh vân phong, khóe mắt hơi sửng sốt, hiển nhiên đã nhận ra lãnh vân phong trong ảnh, sau đó lần lượt tìm vị trí ngồi xuống. Công tử lỗ mãn rốt cục tìm được người có thể khoe khoang. Vừa rồi đối với lãnh vân phong, công tử lỗ mãn bị bóp méo đến một câu cũng không dám nói ra, hơn nửa bộ dáng khóc khóc của đối phương, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Đáng đánh. Hiện tại rốt cuộc đợi được có người tiến vào, xem ra cũng không khó nói như lãnh vân phong. Xin chào, tôi tên Trác Diệt Phạm, Trác mà bất phạm, sau này mọi người chiếu cố lẫn nhau. Trác Diệt Phạm lập tức chạy tới lôi kéo làm quen. Lý Nhị Ngư Lý Nhị Ngư cũng giới thiệu. Hà Thần Quang Mí mắt lãnh vân phong khẽ động, dĩ nhiên là nhân vật sắc bén của bộ đội đặc chủng ra khỏi vỏ. Bộ phim này, lãnh vân phong xem qua mấy tập, không ngờ hôm nay lại gặp phải hai nhân vật chính trong đó hiện tại lãnh vân phong cũng thấy nhưng không thể trách chiến lan hệ thống đều có thể xuất hiện còn có chuyện gì là không có khả năng phát sinh chỉ cần mình đủ cường đại mới không có bất kỳ sợ hãi nào biết thân phận của hai người này trong lòng lãnh vân phong đã nắm chắc nói thật ra ấn tượng của lãnh vân phong đối với lý nhị ngưu thật thà và hà thần quan kiên nghị cũng không tệ lắm bất quá hai người bọn họ sao lại có quan hệ với lục mao ngươi chính là hà thần quan trác diệt phàm vừa nghe trên mặt nhất thời hưng phấn sao vậy trác diệt phàm cả kinh khiến hà thần quan có chút khó hiểu ngươi là toàn quốc võ thuật tán đã thi đấu quán quân hân hạnh hân hạnh trác diệt phàm rất khen tặng nói tôi phải làm gì đây hà thần quan mỉm cười nói có thêm vài phần hảo cảm với trác diệt phàm đây còn không phải là chuyện hay sao quán quân tán đã toàn quốc, anh đặc biệt sùng bái anh. Võ công của anh rất có mang, đàn ông nên chơi cái này, vì chuyện này, tôi còn đặc biệt đi học tán đã. Các diệt phàm bắt đầu thao thao bất tuyệt miêu tả, sắp thổi hà thần quang lên trời rồi. Mặt khác ta nói với các ngươi một chuyện, kỳ thật, chiến lan hai, bên trong cái kia trương siêu nguyên hình chính là ta, bất quá ta so với hắn lợi hại hơn nhiều, trong phim cái kia đồ chơi, chính là tại sờ soạn ta, cho nên ta muốn gia nhập bộ đội đặc chủng trở thành mạnh nhất binh vương ngươi muốn làm lính vương lý nhị ngưu vẻ mặt kinh ngạc mơ ước trác diệt phàm mỉm cười nói lý tưởng của ta không cao có thể ở trong bộ đội hảo hảo lăn lộn chờ ta trở về có thể cưới vợ là được lý nhị ngưu thật đúng là hàm hậu cái này đơn giản tôi có người quen trong quân đội sau này có việc tìm tôi trác diệt phàm vỗ ngực nói cảm ơn a à, lý nhị ngưu há to miệng cười nói sau này đều là anh em có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu trác diệt phàm nói trác diệt phàm cùng hà thần quan lý nhị ngưu hai người dàn xếp xong vốn nghẹn một hơi rốt cục bộc phát ra hắn đã sớm nhìn lãnh vân phong không vừa mắt từ một khắc tiến vào người này vẽ mặt trang bức muốn ăn đòn vừa rồi không có lập tức động thủ là cảm thấy lãnh vân phong có thể có chút mạnh mình có thể một mình làm không lại, hiện tại có Hà Thần Quang, Lý Nhị Ngưu hai người này làm trợ thủ, Trác Diệt Phạm muốn làm liền cứng trắng. Đặc biệt là Hà Thần Quang, hắn chính là quán quân tán đã. Cao thủ A Tiểu tử, ngươi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Vừa vào cửa, ngươi liền thấy lão tử không vừa mắt đúng không? Trác Diệt Phạm sáng tay áo lên đi về phía lãnh vân phong. Lão tử nói cho ngươi biết, ngươi nhìn không quen ta, lão tử càng nhìn không quen ngươi. Giả cao thủ đúng không, đến đây, chúng ta khoa tay múa chân xem ai lợi hại. Lãnh vân phong nghiêng người, trở tay cào một cái, bóp một tiếng, trực tiếp ấn trác diệt phàm lên mặt bàn, mông vẫn lên thật cao. Toàn bộ khuôn mặt được dán trực tiếp lên mặt bàn. Một tay này của lãnh vân phong sứ chính là tay cầm trong chiến lan đặc chủng binh vương sơ cấp vật lộn thuật, dứt khoát lưu loát, động tác nhanh nhẹn. Hiện tại sức mạnh và tốc độ của Lãnh Vân Phong đều gấp 3 lần người bình thường, Trác Diệt Phạm nhiều lắm chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, làm sao có thể là đối thủ của Lãnh Vân Phong. Hơn nữa Lãnh Vân Phong đã sớm muốn thu thập tên gia hỏa không có mắt này. Hiện tại đối phương chủ động đưa tới cửa, Lãnh Vân Phong há có thể buông tha. Một bàn tay đè lên Trác Diệt Phạm, khiến đối phương không thể động đậy. Trác Diệt Phạm đầu óc mơ hồ, đối phương không phải đang giả bộ mà là thật sự lợi hại vừa rồi một tay này hắn cũng không nhìn rõ đã bị ngăn chặn tuyệt đối là cao thủ bất quá trác diệt phàm cũng thật tmg muốn ăn đòn bị ngăn chặn miệng cũng không thành thật hô tiểu tử ngươi mau buông lão tử ra nếu không là lão tử vừa rồi sơ suất ngươi có thể bắt ta ps một ngày liền đổi mới bảy trương xem có thoải mái không sảng khoái thì ném một chút hoa tươi phiếu đánh giá số liệu thật sự rất khó coi a à, cũng không xứng đáng với bộ sưu tập hôm nay lệ tuôn